tuồng cổ nó có tính mẫu mực, tuyệt đối mẫu mực. Tính là tính lạnh, còn phàn là nướng, khoái là nấu. Các khanh đã hiểu chưa? Đồng thời cái đạo lý trong tuồng cổ cực kỳ nghiêm ngặt. Điều gì à? Được, bà phải cho mày biết tay. Ta mô phỏng, ta phản ảnh lại hiện thực của xã hội trong từng tác phẩm. Cái bộ môn nghệ thuật truyền thống cũng là chiếm cái vị trí độc tôn trong cái giải trí của Huế, của Việt Nam vào cái thời kỳ ấy, thì nó bị các cái loại hình giải trí mới nó lấn át. Tại vì sao nó như vậy? Tại vì sao như thế kia? Từ vì tất cả mọi thứ trong nghệ thuật anh phải hỏi vì sao? Ngày xưa đi diễn tuồng là nó đoàn hạc bồi, đấy là họ biết ngay. Nhưng chưa diễn họ không biết, cái đó là cái chí. Là vốn quý của gia đình và vốn quý của là loại hình nghệ thuật đặc trưng riêng của Huế, và cái giá trị đích thực của nó nằm ở đâu thì nằm ở đây. Chúng tôi là giống như những người nghệ nhân, những người giữ nghề, giữ ngọn lửa đấy. Tôi là La Thanh Hùng. Tôi hiện nay đang làm đạo diễn, giảng viên của trường văn hóa nghệ thuật, vừa làm phó phòng nghiên cứu của nhà hát Cung đình Huế. Về gia đình tôi thì ông nội tôi là La Ngàn, là nghệ sĩ của triều đình Nhân Nguyễn, và tới ông bố tôi là La Cháu, là nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú, người cuối cùng làm nghệ thuật dưới thời Triều Nguyễn. Và tới thế hệ anh em tôi, và còn sau nữa là thế hệ con cháu. Thì riêng gia đình tôi thì anh em rất là đông. Chị gái của tôi là nghệ sĩ nhân dân La Cẩm Vân, là nghệ sĩ múa cung đình Huế. Gia đình chúng tôi, anh em tôi rất đông, tới mười mấy anh em ruột lận. Cái mà ảnh hưởng lớn nhất đó là ảnh hưởng ở bố tôi. Thì ông có một câu nói như thế này: nếu đứa nào mà con ông ấy, mà không làm nghề này chẳng phải con ông. Một câu nói tôi cho là đặc biệt. Và đến bây giờ thì cả gia đình tôi làm nghề thuộc hết. Sau khi triều đình nhà Nguyễn nó không còn nữa, nhưng mà Việt Nam chúng ta vẫn giữ được cái nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, trong đó có tuồng Huế và múa cung đình Huế cho tới ngày hôm nay. Và trước đây những cái đoàn nghệ thuật này đều nằm trong đại nội này, và tôi thì lớn lên ở trong đại nội này luôn. Năm mới khoảng 7 tuổi mới học lớp 2 thôi, thì ông bố ông đã bắt là học nghề này rồi, vừa đi học vừa làm, vừa học vừa làm, đã vào diễn và múa cung đình luôn. Và tới khi giải phóng xong thì tôi khoảng 12-13 tuổi, thì thời điểm đó tôi là đi diễn tuồng, tôi đã diễn được rồi. Tôi diễn tuồng ở ngoài rạp hát Đông Xuân Lâu, ở ngoài đường Phan Văn Lâu bây giờ đấy, một thời gian rất dài như vậy, và nó cứ gắn liền với cái nghề nghiệp như vậy. Và thời điểm đó thì tôi được bà chị của tôi là bà nghề
nhân dân La Cẩm Vân và đầu tư cho tôi đi học đạo diễn ở Hà Nội, cuối cùng vì quê hương, vì cái nơi sinh ra mình, và mình cũng muốn về làm lại cái nghề của ông cha mình, mình không thể bỏ rơi nó được, nên tôi về lại Huế và tôi phục vụ cái nghề này và dàn dựng nhiều tác phẩm và dạy dỗ rất nhiều lớp diễn viên từ đó cho tới nay, rất nhiều lớp để phục vụ cho cái loại hình nghệ thuật tuồng văn hóa cũng đến đây. Đời nghệ sĩ có nhiều thăng trầm, mà lúc nào mà có cái chuyện thăng trầm trong bản thân, trong xã hội thì tôi sẽ dừng lại. Từ với những nỗi niềm ấy, nỗi gắn liền trong bản thân tôi, cho nên bật ra những tác phẩm ấy thì trở thành bản thân hay. Năm 2003 tôi vừa dừng người vợ Sóng Ngầm Trong Phù Chùa được giải Á toàn quốc. Tôi dừng vợ nỗi niềm đứng vững vàng, được huy chương bạc toàn quốc, nhưng có huy chương bạc. Và sau này thì có những cái vở của Nguyễn Phượng Hải Trung, như vở Đường Đến Tuần Lễ Vàng, tôi dựng rất thành công. Và tôi dựng những cái vở như Ca Kịch Huế chẳng hạn, tôi đã dựng cái vở Vượt Sóng trong cái thời điểm nóng hổi nhất khi Trung Quốc đặt giàn khoan, cũng được giải của Ban Tư tưởng Trường Đại học Trung ương. Và vừa qua giữa năm 2002 thì tôi cũng dựng một cái vở của công an Phương Án Giật Mục để đi hồi diễn ở Hà Nội, và có nhiều những cái trích đoạn và từ tôi suy nghĩ, tôi vận dụng những cái nét, những cái phương thức, những cái trình thức của nghệ thuật tuồng, và tôi làm nên những cái tác phẩm cũng rất tuồng nhưng mà rất mới, để cho nó phù hợp với quần chúng và người xem trong hiện tại có tính hấp dẫn. Đó là những cái thành công của tôi. Tuồng là một bộ môn tổng hợp để cấu thành, nó rất nhiều yếu tố: ca, hát, múa, hóa trang, phục trang, đạo cụ, vân vân, để hợp thành và trở thành vai diễn. Và hóa trang mặt nạ tuồng cũng cực kỳ quan trọng, tại vì nó còn nét riêng của tuồng Việt Nam. Thường thường người ta nhìn vô thì có của Trung Quốc, ai học nói kinh kịch Trung Quốc được không? Việt Nam là Việt Nam. Thì khi bé mới cứ xem mấy cụ vẽ mặt, đóng vai nó họ vẽ là vai mặt ra sao, cái người kia họ đóng ông già thì họ đóng vẽ ra sao, rồi là cái đóng kép hay là đóng tướng võ họ vẽ ra sao, lần thẩm, xem nhiều quá thẩm sống luôn cái á, là tôi tự vẽ cho tôi, từ khi bé tôi tự vẽ rồi. Khi cơ tỏ tôi gì, tôi tìm hiểu tại vì sao nó như vậy, tại vì sao như thế kia, tôi biết tất cả mọi thứ trong nghệ thuật anh phải hỏi vì sao. Nếu anh biết được chữ vì sao, anh mới giải mã và làm được. Thì tôi có cái tính tìm tòi như vậy, tôi hỏi vì sao như thế này, vì sao như thế kia, vì sao những cái nhân vật trên cái mặt ná nải như thế này, nhân vật kia ná nải như thế kia, nhưng có cái riêng của nó là cái gì, cái chung của nó là cái gì. Thì từ cái được học các cụ, được nhìn, được học và có tư duy, từ nghiên cứu thì tôi mới làm được nhiều như vậy. Cái khó nhất là cái nguyên lý.